Xin chào các bác, chào các bác đã đến với video tiếp theo trên kênh của em nhé. Nay em lại lên rừng các bác ạ, đi tìm cái tổ ong vỏ vé này. Hiện tại là ngay chỗ em đứng đây thì phát hiện ra một cái tổ ong đất đen các bác ạ. Thì em đứng ở đây mà nó sang tấn công rồi các bác này. Cách tổ tầm 3m nhưng mà nó còn đang sang tấn công rồi các bác nhé. Bây giờ thì các bác cùng em sang để xem có lấy được không nhé. Nó ở trong cái khe đá, không biết có lấy được không các bác ạ. Đây các bác nhá, cái tổ ngay đây này. Đấy, lúc nãy em có sang một tí rồi thì không biết có lấy được không. Cậy xem nhá. Hy vọng là vẫn lấy được các bác ạ. Rất là nhiều quân luôn các bác nhá. Tổ này đất nó đào ra đây này các bác này, một đống luôn này. Ôi, hai găng tay mà vẫn thủng các bác ạ. Chết, cái này thì chết rồi. Đây các bác ạ. Sau khi em đào một thời gian thì tầm 5-60 phân gặp rất là nhiều đá các bác ạ. Cuối cùng thì may mắn vẫn đến cái tổ rồi các bác nhé. Bây giờ là đang lộ cái tầng ra đây rồi các bác ạ. Rất là mẩy luôn, nhìn bên ngoài không biết bên trong thế nào các bác ạ. Bây giờ em sẽ đào bới ra các bác nhé. Tưởng là không được các bác ạ. Nhưng mà ở trên núi này đất nó mềm. Với lại hôm nay mình đi thì mang cả quạt quả pin đi các bác ạ. Nhưng mà lại mang nhầm dây thì mới khổ chứ. Giờ đánh không có quạt nóng lắm. Chắc là cũng nhỏ thôi các bác, không to mấy đâu. Nó làm vào cái chứ nó làm vào cái lỗ chuột ngày xưa các bác ạ. Tìm được cái lỗ hơi khủng đấy các bác ạ. Đây, quy mô nó định làm xuống tận dưới kia cơ mà. Sọc cả tổ xuống luôn các bác ạ. Trên núi đá này mấy mà còn lấy được đấy các bác ạ. 3 tầng rồi các bác nhá. Rồi nặng thế. Ui đây các bác ạ. Đẹp chưa rồi các bác ơi. Ôi trời ơi. Trắng còn hơn cả ngọc trinh các bác ạ. 3 tầng. Đẹp tuyệt vời các bác ạ. Rồi em sẽ di chuyển đi đó các bác nhé. À xà, tưởng là đây các bác xem cái quy mô của cái tổ này này, nó xây nó đào đất luôn cả xuống dưới rồi các bác nhé. Nếu mà để tầm tháng 11 thì cái tổ này rất là khủng luôn. Ở đây thì tầm hơn cân nhận là cái chắc rồi các bác nhé. Đẹp thật. Rồi em sẽ hun con chúa nó ra để giả lại đây các bác ạ. Thì đắp lại xem nó làm lại không làm thì thôi đấy. Đây các bác nhá. 4 tầng các bác ạ, nhưng mà lúc nãy nó rơi một tầng xuống cái hang của nó ấy, xong mình vớt lên rồi.
Bây giờ mình sẽ treo cái tầng này lại cho nó các bác nhé. Vẫn còn có trứng với là con nhộng nhỏ đây này. Vẫn tổ này mà treo lại vẫn ở bình thường các bác nhé. Tí nữa mình sẽ kiểm tra con chúa nó ở trong cái tổ này ra thì xong rồi sẽ bỏ ra các bác ạ. Bỏ vào cái hang của nó. Đây các bác ạ, em vừa tách tầng ra đây này các bác này. Lúc nãy mình thấy con anh chúa. À đây các bác này. Không phải. Con chúa đâu nhỉ? Lúc nãy mình để đây các bác, con ong chúa không biết nó bay ra đi đâu rồi. Con ong chúa nó rất là to luôn các bác ạ. À đây các bác này. Đây, chính là con ong chúa đây các bác ạ. Mình sẽ bỏ vào trong cái tủ trong kia các bác nhá. Nó không thèm bay nữa luôn các bác ạ. Đây các bác nhá. Đây chính là con ong chúa của ông Tất Điên đây. Em sẽ bỏ vào cái tầng nhỏ này nhá. Đây các bác, em đang chuẩn bị lắp cái cửa tủ lại nhá. Đợi cái hòn đá vào để làm lại cái hang cho nó để nó ở tiếp các bác nhá. Mình bỏ ở đây thấy thương nó, ý nó quá. Này thì mà không ai phát hiện ra thì cuối vụ thì mình vẫn lên lấy được bằng này nữa các bác ạ. Đây các bác, em vừa làm cái tổ lại cho nó rồi, cái hang lại cho nó rồi nhé các bác nhé. Bây giờ thì em sẽ đi tìm cái tổ ong khác đây. Nếu tí nữa được thì em sẽ quay cho các bác cùng xem tiếp nhé. Rồi em sẽ rút khỏi ở đây đó các bác ạ. Đây các bác, em lên trên cái thung này thì ngồi ở đây phát hiện ra một cái tổ ong vỏ vẻ ngay bên ngoài này rồi các bác ạ. Ngay chỗ cây cao cao chỗ này này các bác này. Bây giờ các bác cùng em ra để xem cái tổ ong này nó có to chưa nhé các bác nhé. Em ra thì phát hiện ra ngay cái tổ ngay đây rồi các bác ạ. Giờ các bác cùng em ra để xem cái tổ này nó mình cũng thấy con nó bay lên thôi các bác, chưa thấy tổ đâu. Ra để xem chắc là mình cắt về nuôi các bác ạ. Cái tổ này đi ăn thì cũng thấy vừa vừa thôi các bác, không có đi ăn nhiều đâu. Đây các bác ạ. Cái tổ làm rất là kỳ lạ luôn các bác ạ. Đây. Làm một cái lá này thì sẽ không bao giờ phát triển được đâu các bác ạ. Bây giờ thì em sẽ cắt về các bác ạ. Cắt về để treo thôi. Để đây không lớn được đâu. Rồi. Em đã treo lại xong rồi các bác nhé. Đợi một chút thì tầm 15-20 phút thì con ong nó đậu vào yên ổn thì em sẽ mang về treo đây. Cái tổ này nếu mà làm ở cái cành khác các bác ạ thì nó khủng rồi. Nhưng mà nó làm vào cái cây vào cái lá kia thì nó cái chỗ nó làm thì nó không vững chắc các bác ạ. Nó đu đưa, gió nó đu đưa thì nó làm càng ngày càng không lớn được các bác ạ. Quy mô thì xây vỏ ngoài rất là to các bác ạ. Cái tổ này về mà treo ở nhà mình che đợp cho nó tử tế thì đảm bảo
đến qua mùng 2 tháng 9 á, đến cái lúa vàng ấy các bác ạ, thì rất là khủng luôn. Thôi giờ em sẽ lên đây, lên trên cái bãi để chờ, để nhòm xem còn có tổ nào không đã các bác ạ. Tổ ông đã yên ổn rồi các bác ạ. Đang xuống túm đây. Thì các bác nhé, em chỉ túm một lần thôi. Tổ này là quá là hiền luôn. Đã buộc xong các bác nhé. Giờ em chỉ nhòm xung quanh đây thôi các bác, xem còn tổ nào không. Ở đây một cái thung rất là rộng luôn các bác ạ. Thung này ngày xưa là Linh Sơn Trăng là Hòa Bình đấy các bác nhé. Bây giờ thì bỏ hoang hết rồi. Lúc nãy mình có nhòm xuống cái lóng khe kia các bác ạ, thì thấy một cái tổ ong chân vàng ngay bên kia rồi. Thì các bác cùng em sang bây giờ nhé. Đây các bác, thì cái tổ này thì cũng rất là khủng rồi này các bác này. Bằng cái nồi cơm điện tầm 3 bát gạo rồi nhé các bác nhé. Đây, bây giờ mình sẽ mặc bảo hộ và lên để khám phá cái tổ này xem nó mẩy không các bác ạ. Mùa này thì ong, cái loại ong chân vàng này lúc nào cũng mẩy các bác nhé. Cái tổ này thì ở thấp thôi các bác ạ, thì tầm 3m, 4m thôi này. Đấy, rất là thấp luôn. Tổ này nó sẽ không lên cao nữa các bác nhé. Nó đang làm quy mô rất, tổ rất là to rồi. Bây giờ em sẽ lấy các bác nhé. Ôi mời lắm các bác ạ. Cực kỳ là mẩy luôn các bác này. Rồi tổ này phải tầm 2 cân các bác ạ. Hoặc là hơn các bác nhé. Giờ em sẽ tỉa toát hết và cho cái tổ này xuống dưới để quay cho các bác cùng xem nhé. Đây các bác ạ, cực kỳ là mẩy luôn các bác ạ. Rồi, rất là tuyệt vời các bác nhé. Ôi giời, đang làm quy mô, mô cái tổ rất là dày này các bác này. Dày đít này, đang lớn đấy, phát triển mạnh đấy. Cái tổ này đáng ra thì mình vào tháng 9 mình mới bắt các bác, nhưng mà nó ở gần đường với là ở thấp quá thì sợ người ta lấy mất. Thì luôn các bác ạ. Một này, hai này, ba này, bốn này, năm tầng các bác nhé. Hôm nay lại quên mang bật lửa rồi thì hun quân ra rồi các bác ạ. Chắc mình tách tầng ra để con chúa nó bay đi các bác nhé. Không thì mình lấy con chúa nó cũng phí lắm. Cực kỳ là mẩy luôn cái ông chân vàng này các bác ạ. Mình bắt tầm chục tổ rồi các bác nhé. Nhưng mà chưa được cái tổ nào mà tháng này bây giờ thì nó lớn bằng này thôi. Tổ này là tổ khủng nhất trong cái tháng mà mấy tháng nay mình bắt ông chân vàng các bác ạ. Đẹp, tuyệt. Đây các bác ạ, em đã bốc hết vỏ ngoài đi nhé. Được khoảng thì tầm hơn 2 cân các bác ạ. Rất chi là mẩy luôn. Rồi bây giờ mình em sẽ xuống thu dọn đồ đạc và đi tìm những cái tổ ong khác các bác nhé. Đây các bác, thì hôm nay thì em tìm đến đây thôi. Cũng mệt lắm rồi các bác ạ. Từ lúc trưa chưa có ăn cơm rồi, đến bây giờ là 2 giờ chiều rồi các bác nhé. Thành quả của em hôm nay là được một tổ ong đất đen với là một tổ ong vỏ vé cắt về nuôi này, với là một tổ ong chân vàng nhé các bác nhé.
Giờ em sẽ đi về thôi các bác ạ.